Chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay thật kỹ lại các cái cây thuốc và mình sẽ làm một cách cụ thể cái cách phối hợp sao chế và xét uống một cách kỹ nhất về bài thuốc trị xương khớp nha các bạn. Bởi vì thời gian vừa qua thì mình đang tải lên kênh Phước Hòa Trần của mình rất là nhiều những cái bài thuốc lấy từ hình ảnh thực tế của những người đã dùng cây thuốc nam, cây thuốc dân gian này trị bất bệnh xương khớp nha các bạn. Có những cái video mô tả rất là kỹ. Trong đó trên cái hình ảnh này các bạn thấy là đây là cây hoa sữa các bạn. Nhưng mà ở quê mình thì gọi là có nhiều cái tên cây cần cua, cây mu cua. Tức là các bạn đã từng xem cái video mà mình quay trực tiếp anh Võ Hoài Nhi. Người bị bệnh rất nặng trong nhiều năm nhưng mà đã sử dụng cái cây này trị bệnh thoái hóa cột sống, thoát vị địa đệm và thậm chí là mục xương nha các bạn. Đó, anh Nhi đã bớt hoàn toàn và với tất cả tấm lòng thì anh Nhi đã có chia sẻ lại cái bài thuốc này. Còn một cái bài nữa thì mình có dịp trò chuyện với cụ Tâm Gia, một trong những cái người thầy thuốc ở quê, mà cụ có cái bài phối hợp rất là hay, tức là dùng cái cây hoa sữa, cây cần cua này phối hợp với cây cối xay, cây dàn xay đó các bạn, và cây đầu tiên đã thành một cái bài phối hợp cùng với cây hoa sữa này trị bệnh rất là hiệu quả các bạn. Và mình chủ yếu hướng dẫn các bạn tự làm, nhưng mà một số bạn do cái điều kiện hoàn cảnh công việc cũng như là ở cái vị trí mà không có cây thuốc này đó thì mình đã gửi thuốc cho các bạn. Và đến nay thì thưa các bạn là hầu hết các cái phản hồi của các bạn dùng cái bài thuốc trị xương khớp này đã cho tiến triển rất là tốt. Nhiều bạn đang ở cái giai đoạn điều trị bước đầu nhưng mà đã dần dần bất bệnh nha các bạn. Tuy nhiên thì có nhiều bạn không rõ lắm, tức là mình phải mô tả kỹ hơn để các bạn hình dung cái cây này nó như thế nào. Rồi cái cách khi lấy về nhà đó thì mình phơi nó rồi đem sao chế cũng như cái liều lượng uống. Hôm nay các bạn cố gắng kiên nhẫn xem cái video này của mình để sau này các bạn tự tìm dễ hơn nha các bạn. Đó, đây là cây hoa sữa, cây cần cua. Đó, nó có hai loại thông dụng nhất nha các bạn. Tức là một cái loại trồng để đường phố thì cũng có những cây thì nó như thế này. Nhưng mà cái hoa mùa này không có hoa nha các bạn. Nếu có thì mình nói để các bạn hình dung là có một cái loại hoa chùm. Riêng cây cần cua này cũng gọi là cây hoa sữa này thì là cái hoa nó thành những cái chuỗi rất là dài. Và cái mùi thơm của nó là nồng nạc nha các bạn. Đó, cả hai loại cây đó thì mùi rất là thơm nhưng tính dược liệu thì là cũng giống nhau sử dụng hết. Thì các bạn nhìn vào tự nhiên thì mình đếm cái lá các bạn xem. Như cái chồi lá này thì nó có là 2, 4, 6. Cái này các bạn nhìn đếm chưa? Đây là 7 lá nha các bạn. Đó, đây. Cái này cũng 2, 4, nhưng mà cái này thì là 8 lá nha các bạn. Đó, thấy chưa? Đó, nó có những cái chồi như thế này, nó ra 7 lá. Cái này thì là 8 lá. Đó, nhưng mà các bạn thấy cái này là chỉ có 6 lá này. Cho nên là không có nhất tuyệt đối khi các bạn đếm cái lá mà có những người nói là cây này 7 lá. Rồi có bạn nói cây này 6 lá, cây này 8 lá. Trong thực tế ở ngoài tự nhiên thì đó, như trong ba cái chồi lá này các bạn đã thấy là một cây 7 lá này, cây 8, một nhánh 6 lá và một cây chồi là 8 lá các bạn thấy không? Đó, cho nên nó không nhất nha các bạn. Về hình dáng đó thì các bạn thấy là da nó sần sùi như thế này. Đó, cái vỏ của nó ở ngoài nó có một cái lớp bì nhám như thế này nha các bạn. Đó, cây này mình các bạn nhìn kỹ, đây là cái vết mà mọi người đã vạt nó để đem về làm thuốc. Các bạn thấy gần như là cái thân nó thương tích như thế này. Đó, thì một lần nữa thì mình nói rất là kỹ như thế này. Các bạn nhìn thấy là riêng cái cây này mình vẫn nói lại là chúng ta sử dụng cái vỏ này của nó. Khi ấy là chúng ta bỏ cái lớp này đó, mình cào đi nó bong rất là dễ dàng các bạn, cái lớp này. Và chúng ta lấy cái lớp vỏ này sát thân. Trong quá trình lấy làm thuốc thì các bạn lưu ý đó, như cái cây này đó thì những người lấy vỏ làm thuốc người ta đã chừa đi. Ví dụ như các bạn thấy là khai thác cái đoạn này, nhưng mà cái này là để lại các bạn. Đó, chúng ta vừa khai thác nhưng vừa bảo tồn cây thuốc. Chứ nếu như các bạn lấy hết toàn thân nó
mà từ gốc lên tới trên ngọn này đó các bạn, thì mình chắc chắn là cây thuốc này sẽ chết. Đó, cái rễ của nó vẫn có thể sử dụng. Đó, nhưng mà nếu như các bạn lấy thế nào để không làm cho cái cây này đổ ngã, đó là cây thứ nhất. Mình nói lại một cách kỹ hơn để các bạn hình dung nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi đến một cái cây tiếp theo mà mình sẽ giới thiệu các bạn, đó là cây đào trường thọ, cây đầu tiên nha các bạn. Đây các bạn, mình đã tìm được một cái cây đầu tiên đây nha các bạn. Đó, đây là những cái lá của nó như thế này. Có lẽ nếu như các bạn đã từng nhìn thấy nó rồi thì nó là khá quen thuộc nha các bạn. Đó, lá nó mọc thành thành cứ từng búi lá, từng chùm lá mà mọc xích cái trên cái cành của nó như thế này các bạn. Mình quay kỹ các bạn nhìn thấy chưa? Đó, những cái búi lá, đây là những cái búi, cứ từng búi như ra như thế này nha các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Nó cũng giống như cái cành dúi nhưng mà nó không phải các bạn. Đó, một cái đặc điểm dễ nhận nữa là mình sẽ quay cái quả các bạn xem. Đây các bạn thấy chưa? Đây là cái quả trên cao nè. Đó, cái quả nó to như quả bóng như thế này các bạn, mà một cái quả phía dưới thấp. Đây các bạn thấy này. Đây là cái đặc điểm dễ nhận nhất cái cây thì như thế rồi nha các bạn. Như thấy cái quả của nó đây là nó khác hoàn toàn với tất cả các cái loại cây ăn quả mà mình nhìn thấy. Đây, cái quả như thế này là đủ chất lượng để làm thuốc rồi nha các bạn. Đó, thì nếu như các bạn đã có dịp xem mình quay một cái video đó, là mình mô tả, mình quay trực tiếp anh Hà Đức Hương, anh Hương các bạn. Tức là cái video đó là cây thuốc chữa đau nhức xương khớp rất là hay đó các bạn. Có một cái ảnh trên video của mình mà cái người bạn đang ngồi đó. Đó, như cái này thì bài thuốc từ cái này thì chúng ta lấy cái ruột từ cái quả đào này. Đó, và chúng ta ngâm rượu cùng với chuối rừng. Đó, hoặc là cây chuối chát nha các bạn. Các bạn có thể tìm xem cái video đó để chúng ta, nếu như các bạn tìm được, có thể làm theo cái video đó để mà làm thuốc các bạn. Đó là thuốc chữa đau lưng, cây thuốc chữa đau lưng, nhức xương khớp rất là hay. Đó, các bạn thấy chưa? Nhưng mà trong cái bài thuốc này thì mình không dùng cái quả này nha các bạn. Cái quả dùng vào một bài khác. Và cái bài thuốc của mình đó, khi phối hợp với cái cây cần cua đó, thì chúng ta dùng cái thân nó như thế này. Đó, các bạn thấy dùng những cái thân cây như thế này. Các bạn thấy chưa? Chúng ta thu chẹt những cái thân như thế này về là chúng ta chẹt vót nó ra và chúng ta phơi nắng để phối hợp nha các bạn. Lát nữa thì mình sẽ nói kỹ hơn cái cách phối hợp cái cây này như thế nào. Đó, mình quay lại các bạn nhìn xem. Đây là lá của nó này các bạn. Ở các tỉnh ngoài Bắc thì nó hay được trồng ở đền chùa các bạn. Còn ở trong miền Trung, miền Nam này thì một số nơi trồng nó, ví dụ như đây là cái bờ rào nha các bạn. Đó, có rất nhiều người không biết cái tác dụng của cây thuốc này là rất là hay cho bệnh xương khớp các bạn. Đó, mình quay kỹ là các bạn nhìn thấy đây là cái cành lá thế này. Bây giờ mình sẽ giới thiệu một cái cây nữa ở nhà. Nó không có đây nhưng mà đem về nhà mình sẽ giới thiệu các bạn, cũng như là mình sẽ nói tận tình cái cách phối hợp đó nha các bạn. Đây các bạn, cây thứ ba mà mình muốn giới thiệu đến mọi người một cách kỹ nhất là nếu như các bạn muốn nhìn thấy cái cây cụ thể nó đang sống ở ngoài tự nhiên nha các bạn, thì các bạn xem cái video bài thuốc nam trị xương khớp của cụ Tâm Gia trong kênh Phước Hòa Trần nha các bạn. Còn cái này thì rất tiếc hôm nay thì mình không có tìm được cái cây để trực tiếp quay cho các bạn một lần nữa. Nhưng mà mình mô tả đó các bạn xem, đây là cây cối sai. Ở quê mình thì gọi là cây dàn sai. Đó, mình quay kỹ các bạn xem. Đây, cây cối sai thì cái hình ảnh của nó là, mình lấy rõ hơn các bạn xem, cái quả của nó đây các bạn. Đó, cái quả của nó là nó có những cái khứa như thế này. Các bạn thấy chưa? Nó giống y như là cái cối xay lúa thời xưa đó nha các bạn. Cho nên thì ông cha ta thường gọi là cây cối xay đó. Nó phân biệt với tất cả các loại khác. Đây là điểm duy nhất mà các bạn có thể phân biệt được. Thì cái thân, cái lá của nó có thể giống một số cây khác. Nhưng mà cái quả thì đặc biệt nó đặc trưng cho cây cối xay đây các bạn. Đó,
Riêng cây cối xay thì cũng giống như một số loại thuốc khác là khi mang về thì các bạn chặt xéo nó ra như thế này, chặt vát nha các bạn. Đó, chặt vát như thế này. Cái cách mà các bạn chặt vát như thế này đó thì khi mình phơi thuốc đó, nó nhanh khô hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là khi sao thuốc thì nó sẽ tiếp với nhiệt và nó vàng hơn. Và thứ ba đó là khi chúng ta chặt mỏng như thế này, đó là khi chúng ta xét thuốc nha các bạn. Khi chúng ta xét thuốc thì chất thuốc nó dẫn ra nhanh hơn. Đó, khác với khi mà chúng ta chặt từng cục thì phơi nó cũng khó mà xét ra nó cũng không tốt nha các bạn. Đây thì mình lấy cái hình ảnh của cây cối xay này mình nói cho tất cả các cái loại khác cũng thế. Đó, một cái bài phối hợp của mình bây giờ mình nói cụ thể các bạn nha. Khi lúc nãy nó mình nói với các bạn là về cái cây đầu tiên đầu trường thọ đó, là khi mang về thì các bạn cũng chặt ra như thế này cho mình. Đó, các bạn thấy chưa? Chúng ta chặt nghiêng mỏng như thế này. Đó, nha các bạn. Và khi chúng ta bẻ đó, các bạn thấy chưa? Đó, những tiếng gãy rác rác như thế này là chứng tỏ là cái thuốc chúng ta đã khô. Đó, cây cối xay thì các bạn lấy cả thân, cành, lá, quả của nó nha các bạn. Mình nhắc lại là chúng ta lấy cả thân, cành, lá và quả của nó. Riêng cây đầu tiên thì cái quả cũng làm thuốc nhưng mình không phối hợp trong bài này. Cây đầu tiên thì các bạn chỉ lấy cái thân của nó thôi và chặt vát như thế này, phơi thật khô nha các bạn. Đó, còn đây là vỏ cây hoa sữa mà mình đã khai thác về. Các bạn thấy chưa? Đây các bạn, khi vỏ cây hoa sữa các bạn khai thác ở ngoài rừng về đó, thì khi chúng ta lột vỏ thì nó sẽ thành những cái miếng lớn như thế này nha các bạn. Nhưng mà nhất thiết về đó thì các bạn chặt ra cho mình cả hơn một phân như thế này. Cứ chặt ngang qua. Đó, các bạn thấy cái khoanh vỏ này là mình đã chặt ngang qua nha các bạn. Đó, xong rồi chúng ta đem phơi thật nắng. Riêng cái vỏ cái hoa sữa này phải từ 5 đến 7 nắng nó mới tiếng khô mà có những tiếng rào rào như thế này. Khi mình hút thuốc lên các bạn nhìn thấy đó. Đó, như thế này thì mới đạt cái phẩm chất thuốc nha các bạn. Một cái nữa mình cũng lưu ý các bạn là nếu như thuốc cây, thuốc nam, cây thuốc dân gian đó, mà những cây thuốc mà phải phơi khô để sau vàng hạ thổ, mà nếu như các bạn phơi không khô thì mình chắc chắn rằng là cái chất thuốc nó không tốt. Thứ hai là chúng ta bảo quản không được dài lâu. Đó, mà nếu như các bạn sử dụng dài ngày, mà nếu cái điều mình lưu ý là các bạn phải phơi thật khô thế này. Đó, trừ khi các bạn khai thác đến đâu mình sử dụng ngay đến đó. Mình nói ví dụ như trong vòng vài ba ngày đủ để cái lượng mà chúng ta dùng vài ba ngày thôi, thì nếu như cái gặp thời tiết mà không có nắng thì chúng ta vẫn có thể phơi trực tiếp luôn nha các bạn. Phơi một hai nắng chứ không, mình xin lỗi là phơi trực tiếp rồi chúng ta đem sau vàng đi vẫn thể sử dụng được, nhưng mà khô thì bao giờ nó cũng tốt hơn. Đó, có lẽ mình nói hơi dông dài một chút nha các bạn, nhưng mà mục đích của mình không ngoài là nói kỹ dài nhưng mà nó kỹ một chút để các bạn nghe. Rồi quá trình chúng ta áp dụng sẽ tạo ra một cái bài thuốc. Sau đây mình sẽ nói với các bạn cái phối hợp cái bài thuốc này một cách kỹ nha các bạn. Các bạn nghe và tự làm. Theo cái cách phối hợp của mình á, cây vỏ, cây cần cua này, tức là cây hoa sữa này nó chủ trị mạnh nhất. Cho nên đó là khi mà các bạn phối hợp là chúng ta lấy cái vỏ hoa sữa này khoảng 60%. Mình giả dụ như bây giờ mình hút cho các bạn là 6 nọm như thế này. Bỏ các bạn xem nha. Năm nha các bạn. Đây. 60% rất đơn giản, theo cách mình nói dễ hiểu là mình đã hút qua đây là 6 nạm như thế này nha các bạn. Đó, 40% còn lại đó là thuộc về cây cối xay và cây đầu tiên. Đó, riêng cây cối xay đây các bạn. Mình sẽ hút vào đây là 2 nạm nha các bạn. Cây đầu tiên này nha các bạn, mình hút ở đây là 2 nạm này. Các bạn thấy chưa? Đó, cái cách mà mình nói là các bạn khi sau thuốc cũng làm đúng như thế này nha các bạn. Đây, cây cối xay đây các bạn, mình hút 2 nạm nữa nè. Rồi các bạn thấy chưa? 2 nạm tức là vị trí chúng ta có 6 nạm cái vỏ cây hoa sữa.
Rồi hai nạm là cây đào trường thọ đầu tiên đó, và hai nạm là cây cối xay. Sau đó thì các bạn đảo đều như thế này. Đó, chúng ta có một cái hỗn hợp thuốc như thế này nha các bạn. Các bạn thấy chưa? Khi các bạn trộn nó sẽ ra một cái hỗn hợp như thế này. Gồm có 60% là cái vỏ cây hoa sữa đây. Đó, 20% là cái thân cây đầu tiên mà chúng ta chặt vót như thế này. 20% còn lại là thuộc về cái cây cối xay, cây dàn xay nha các bạn. Đó, các bạn khi mà đem khai thác về chúng ta phơi riêng từng loại ra, không được phơi chung. Đây là cái kinh nghiệm nha các bạn. Bởi vì cái độ khô của mỗi cây thuốc nó khác nhau. Tránh khi các bạn phơi chung á, thì có loại thì nó sẽ khô quá nhanh. Mình nói ví dụ như là cái cây cối xay này sẽ, nó nhỏ, cành nó nhỏ thế này các bạn, nó khô rất là nhanh. Đó, nhưng mà ngược lại thì là cái cây hoa sữa của mình này, cái vỏ nó rất là dài như thế này các bạn thấy chưa? Nó khô rất là lâu. Vậy thì cái thuốc chúng ta không đồng đều, cho nên các bạn nhớ cho mình đó là khi về thì loại nào chúng ta phơi riêng loại ấy. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, các bạn có thể sao riêng từng loại như thế này để bảo quản riêng. Các bạn hiểu ý mình chưa? Hoặc là nếu như các bạn đảo đều tay, canh lửa cho đúng thì các bạn có thể sao chung như thế này cũng được nha các bạn. Đó, sao chung cũng được, sao riêng cũng được. Khi sao xong là các bạn nhớ cho mình một cái tuyệt đối phải thực hiện, đó là chúng ta khử thổ. Rất đơn giản thì các bạn dùng một tấm vải, tấm bao, chúng ta lót dưới cái nền đất. Khi thuốc các bạn sao đã vàng đó thì chúng ta đổ thuốc đó lên cái tấm vải dưới nền đất nha các bạn, và chúng ta lấy cái thau hay cái chính ngay cái nồi rang đó mà sau thuốc đó, các bạn ập lại trong vòng 30 phút. Các bạn hiểu ý mình chưa? Đó, bây giờ đến cái liều nấu uống nha các bạn. Cái liều nấu uống thì dân gian hay sử dụng, ví dụ như cái liều này các bạn dùng một nạm, tức là để mình lấy một cái bát con mình hình dung các bạn xem. Đây các bạn, tức là dân gian dùng thuốc là hay dùng một cái nạm, tức là một cái nắm chặt như thế này nha các bạn, tràn đầy như thế này. Nhưng mà khi các bạn bỏ vào cái tô thì nó sẽ chiếm tỷ lệ bao nhiêu đây, các bạn thấy chưa? Cái đây là mình hình dung là cái nạm này của mình nó chiếm tỷ lệ là cũng khoảng là cái lượng thuốc đây nó khoảng 50 gram các bạn, nó khoảng 40 đến 50 gram đó. Và nếu như các bạn 50 gram thuốc thì các bạn áp dụng theo cách là mình sát một lần uống, tức là sát một lần nha các bạn, nên là mình đổ vào 6 cái chén ăn cơm nước á. Đó, mà chúng ta xét ra 3 chén, uống thành 3 lần trong ngày, sáng, trưa, chiều sau bữa ăn. Cách xét thứ hai của mình hay hướng dẫn mọi người á, tức là các bạn dùng hai nạm như thế này. Các bạn hiểu chưa? Đó, hai nạm thì cái bát thuốc chúng ta nó sẽ vung đến như thế này. Thì các bạn xét cho mình là để uống trong 2 ngày liên tiếp, thì mình thực hiện theo cái cách mà xét 2 lượt liên tiếp nha các bạn, thì lượng thuốc sẽ rất là đều. Có nghĩa là các bạn đổ nguyên cái một cái bát thuốc mà mình hốc hai nạm như thế này, các bạn hình dung chưa? Đó là nó khoảng gần từ 80 đến 100 gram thuốc nha các bạn. Thì chúng ta cho tất cả vào trong nồi. Các bạn đổ lượt thứ nhất cho mình là, các bạn nghe mình nói nha các bạn, là 6 chén ăn cơm. Đó, chúng ta xét còn 3 chén. Nước thứ hai chúng ta đổ tiếp vào 5 chén nữa. Thì các bạn xét ra là còn 3 chén. Rồi chúng ta lấy 3 chén trước với 3 chén sau nha các bạn. Các bạn trộn lại. Đó, thì chúng ta có thể bảo quản thuốc trong ngăn mát tủ lạnh cũng được. Còn không là các bạn bỏ trong cái bình chịu nhiệt, bình thủy á, để chúng ta có cái lượng thuốc uống hàng ngày. Đó, uống lượt thứ nhất là trong ngày thứ nhất chúng ta sẽ uống 3 chén sáng, trưa, chiều sau bữa ăn. Lượng thuốc còn lại chúng ta chứa vào cái phích nước và chúng ta uống tiếp qua ngày thứ hai. Cái bã này sau khi mà các bạn uống xong là bỏ hoàn toàn nha các bạn. Chúng ta đã xét hai nước rồi thì các bạn không xét lại nữa. Đó, và cái lượng thuốc uống cho 2 ngày tương đương với 2 nạm như thế này các bạn, tức là chiếm khoảng 1
100 gram thuốc. Đó có nghĩa là 1 ký thuốc nếu sát theo cách của mình, các bạn có thể uống được 20 ngày. Đó. Thường là các bạn thu hái về cái vỏ này, mình tính cái tỷ lệ khoảng 5 đến 6 ký vỏ tươi như thế này nha các bạn, thì nó mới cho ra được 1 ký khô. Đó. Đó là cái vỏ này nha các bạn, còn cái loại này thì là nó nhiều hơn. Đó, tức là nó cái độ khô nó và nó nhẹ hơn, cho nên là cái lượng thuốc cần phải tìm rất là nhiều. Để ra được một ký thuốc thì cái lượng này tìm rất là nhiều nha các bạn. Đó, hôm nay thì mình nói kỹ với các bạn cái bài thuốc có tính phối hợp và mình quay thực tế từ ở ngoài về cho đến nhà mình. Đây là những cây thuốc mình đã phơi phong rồi sao chế đây nha các bạn. Đó, cái bài thuốc nào thì nó cũng cần cái hợp ở cơ địa và tính kiên trì. Những cái bài thuốc của mình trong kênh Video Phước Hòa Trần thì mình lấy hình ảnh từ những người đã chữa khỏi bệnh nha các bạn. Đó, tuy nhiên thì nó còn tùy thuộc vào tính kiên trì và cái phối hợp đúng hay không, hay cơ địa của mỗi người. Nếu như các bạn tự tìm được cây thuốc nha các bạn, tự tìm được cây thuốc như thế này, các bạn tự làm thì nó đỡ tốn chi phí. Đó, có gì không rõ, các bạn quá trình tự tìm cây thuốc có thể gọi cho Phước Hòa Trần của mình này, số Zalo của mình là, mình đọc các bạn nghe chậm chậm nha, 0985 418058. Mình sẽ vui vẻ là trao đổi với tất cả các bạn những gì mình biết thôi nha các bạn. Còn những gì mình không rõ, mình có thể hỏi những cái người thầy thuốc giỏi hơn hoặc tra cứu tài liệu để trả lời các bạn. Nhưng mà trong giới hạn cái khả năng của mình thì mình cũng trình bày đến đây. Thì cũng mong giúp cho các bạn là có thêm cái điều kiện để trị bệnh mùa đông đến gần. Bệnh xương khớp nó gây tổn hại đến sức khỏe và nó khó chịu, ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như lao động sản xuất của mọi người. Đó, hôm nay cái video này thì mình nói nó hơi dài dòng một chút, nhưng mà cũng không ngoài mục đích là nói kỹ đi các bạn. Nếu như mình nói quá ngán, nói không đầy đủ đó, thì có thể là mình sẽ bỏ qua cái khâu nào đó và nó không giúp ích được nhiều cho các bạn. Các bạn hiểu cái tâm ý của mình như thế. Đó, còn nói quá dài thì nhiều khi cũng làm cho các bạn xem video khó chịu. Nhưng mà thà mình nói dài một chút còn hơn là mình bỏ sót đi nha các bạn. Đó, tâm ý của mình như thế thôi, không có gì. Thì mình cũng mong các bạn là áp dụng cây thuốc dân gian này. Nó rất là hay và nhiều loại cây khác nhau chứ không phải là chỉ riêng cái bài của mình. Nhưng mà cũng may mắn là cái bài phối hợp này, các bạn yên tâm là đã có rất là nhiều bạn dùng thuốc này đã khỏi bệnh nha các bạn. Một số thì đang trong giai đoạn khỏi bệnh. Đó, thì mình do là nhiều bạn quá cho nên hỏi, cho nên mình mới chia sẻ này. Rất cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành với kênh Phước Hòa Trần của mình. Ngoài các bạn xem áp dụng để trị bệnh, nhiều bạn cũng đã đăng ký kênh ủng hộ cho kênh mình phát triển, tạo cho mình cái động lực niềm vui để tiếp tục chia sẻ đến các bạn những bài thuốc hay nha các bạn. Đó, cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình. Cảm ơn tất cả mọi người.